Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị, mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về đánh giá tình hình và công tác truy vết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 29 tháng 8 năm 2021. Trong ngày 29 tháng 8, điều tra dịch tễ 179 ca với 103 F1, 248 F2, trong đó thành phố Tây Ninh 63 ca, huyện Tân Biên 40 ca, thị xã Trảng Bàng 39 ca, huyện Còi Dầu 19 ca, huyện Tân Châu 10 ca huyện Châu Thành 4 ca, huyện Bến Cầu 2 ca, huyện Dương Minh Châu 1 ca, thị xã Hòa Thành 1 ca, nổi lên một số khu vực như sau. Thành phố Tây Ninh 63 ca, trong đó ổ dịch ở khu phố 3, phường 2 có 38 ca. Khả năng nguồn lây từ tài xế đi từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương qua test tại bệnh viện Lê Ngọc Tùng, phát hiện dương tính, sau đó có tiếp xúc với người thân và hàng xóm. Ổ dịch ở khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, 19 ca, Tổng cộng đến thời điểm hiện tại là 22 ca. Nguồn lây từ tài xế đi giao hàng các tỉnh miền Tây, và tiếp xúc những gia đình xung quanh. 3 ca nằm trong khu vực Phong tỏa, test định kỳ phát hiện, phường 4 có 2 ca từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Huyện Tân Biên 40 ca, ổ dịch ở Tân Phong với 30 ca đã phong tỏa ngay từ khi phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên, nguồn lây từ F0 trước đó. 8 ca ở Tân Bình, nguồn lây từ F0 ở Tân Phong là tài xế chở đồ hàng bông. 2 ca ở Mỏ Công đi xét nghiệm ở Bệnh viện Lê Ngọc Tùng đang xác định nguồn lây. Thị xã Trang Bàn 38 ca, trong đó 14 ca nằm trong 3 khu vực phong tỏa liên quan đến các ca F0 trước đó, đã phong tỏa ngay từ khi phát hiện ca nghi nhiễm. 4 ca, trong đó có 1 ca ở nhà trọ An Tịnh là công nhân khu công nghiệp Thành Thành Công, nguồn lây trong nhà trọ, 2 ca đôn thuận, tài xế và vợ chở hàng nông sản từ Tây Ninh đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Một ca ở Hưng Thuận là tài xế giao hàng nông sản cho các đầu mối ở Hóc Môn, Củ Chi. Nguồn lây tiếp xúc từ bàn hàng từ các tỉnh. 20 F1 chuyển thành F0 đưa qua khu cách ly ngay từ khi phát hiện nghi nhiễm. Quyện gọi Dầu 18 ca, trong đó ổ dịch ở Bầu Đồng 13 ca trong gia đình. Nguồn lây từ F0 trước đó là tài xế. 3 ca là công nhân kết thúc 3 tại chỗ về địa phương. 2 ca là tài xế xét nghiệm định kỳ để đi giao hàng phát hiện dương. Nguyễn Tân Châu 10 ca, trong đó 3 ca ở Tân Hưng, nguồn lây từ ca ở thành phố Hồ Chí Minh và địa phương, 4 ca F1 ở Tân Đông, lây từ F0 trước đó, 1 ca số dây là công nhân công ty Vinasta, 1 ca ở thị trấn từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, 1 ca Tân Hội từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Các trường hợp nghi nhiễm 126 trường hợp, truy vết 90 F1, 69 F2, phong tỏa tạm thời, đưa các trường hợp nghi nhiễm qua khu thu dung F0. Cụ thể, thị xã Trang bàn 96 ca, huyện Dương Minh Châu 11 ca, thành phố Tây Ninh 6 ca, huyện Châu Thành 6 ca, huyện Gò Dầu 4 ca, huyện Tân Châu 2 ca, thị xã Quà Thành 1 ca, nổi lên một số khu vực như sau. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo các huyện thị xã thành phố tiến hành xét nghiệm sàng lọc đợt 2. Qua test nhanh, phát hiện 111 trường hợp nghi nhiễm. Tráng Bàng 96 ca, Dương Minh Châu 11 ca, thành phố Tây Ninh 3 ca, Tân Châu 1 ca. Từ khi tiến hành xét nghiệm sàng lọc đợt 2 đến ngày 29 tháng 8, phát hiện 306 trường hợp nghi nhiễm qua xét nghiệm sàng lọc đợt 2. Tráng Bàng 205 ca, thành phố Tây Ninh 55 ca, Tân Châu 23 ca, Gò Dầu 12 ca, Dương Minh Châu 11 ca. Tráng Bàng 96 trường hợp qua test nhanh sàng lọc đợt 2, chủ yếu ở phường An Tịnh 92 trường hợp đa số là công nhân và lao động tự do, người thân tại các khu nhà trọ đang xác định nguồn lây. Phường An Hòa, 4 trường hợp trong một gia đình, nguồn lây từ F0 trước đó. Dương Minh Châu, 11 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc phát hiện trong một gia đình đang xác định nguồn lây. Thành phố Tây Ninh, 6 trường hợp, 3 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc. Một trường hợp bệnh viện Hồng Hưng đang xác định nguồn lây. Hai trường hợp là F1 chuyển thành nghi nhiễm. Các kết quả test nhanh sẽ tiếp tục được thực hiện xét nghiệm khẳng định real-time PCR. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe thông tin. Thông tin cập nhật nhanh nhất tại địa chỉ https 2 2 www.ttv11.com.vn Quý vị hãy đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thân mến chào tạm biệt.